tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ bác khoa ở cái tâm ở cái tầm với tư duy mạch lạc và khúc chiết bác viết rất dễ hiểu hấp dẫn và vì thế nó lôi cuốn người đọc đọc bác để học để làm việc tốt hơn những sự vật hiện tượng luôn tồn tại trong cuộc sống trên thế giới hay ở quanh ta rất phong phú và cũng rất phức tạp giải thích chúng lập luận đúng sai sai đúng là việc không dễ dàng thậm chí có thể bùng lên sự tranh cãi ấy thế mà Bác Phạm Tiến Khoa bằng triết lý giản dị nhưng sâu sắc và hợp logic đã làm cho chúng ta dễ hiểu những vấn đề phức tạp. Xin cảm ơn Lão tướng Phạm Tiến Khoa, U90, 86 tuổi, đã liên tục có nhiều bài viết rất sâu sắc. Hôm nay xin mạn phép bác cho tôi chuyển thể các bài viết của bác sang mạng YouTube để phổ biến rộng rãi hơn nhằm giúp mọi người dễ dàng tiếp cận các bài viết giản dị, sâu sắc và hợp tình hợp lý của bác. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức MN24 giờ ngày mới thành tâm kình chúc quý vị luôn luôn có được những ngày tốt đẹp nhất. Hãy quan hỷ đăng ký kênh và bật chuông thông báo vì nó hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên nhấn nút like và chia sẻ để ủng hộ kênh phát triển. Sau đây kính mời quý vị theo dõi nội dung bản tin hôm nay. Lớp người chiếm đa số, giết nhân ngày quốc tế lao động, tham thì thâm, cổ nhân dạy thế, tản mạng tháng tư. Kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Lớp người chiếm đa số giết nhân ngày quốc tế lao động, cuộc cách mạng nào cũng làm lợi cho một tầng lớp người dân nhất định. Vấn đề ở chỗ, lớp người đó là đa số hay thiểu số. Những người tiến hành cuộc cách mạng tháng 8 1945 đã nói rõ, họ phục vụ cho nhân dân lao động. Họ muốn chúng ta hiểu chữ lao động là tầng lớp những người đem sức lao động, chân tay và trí óc để mưu cầu cuộc sống. Thời đó, phần đông dân ta là nông dân, chiếm 90%. Thế là vì con số 90% này mà họ không ngần ngại bắt tất tầng lớp người khác, người ta nói là tầng lớp trên, phải san sẻ của cải cho người lao động. Địa chủ thì bị tước đoạt ruộng đất, có khi cả nhà cửa để chia cho dân nghèo. Con cái nhà giàu cũng không được ưu tiên đưa đi nước ngoài cho học và không được đối xử bình đẳng nhiều thứ. Chẳng ai giấu giếm chuyện đó. Thế thì ai là người ủng hộ nhiệt liệt cuộc cách mạng ấy? Người lao động, đặc biệt là lao động nghèo. Bao giờ cũng thể, tầng lớp này được thì tầng lớp kia mất, của cải xã hội chuyển từ người này sang người khác thế là người giàu bị tước đoạt đương nhiên chẳng thích thú gì với cuộc cách mạng này vì họ là thiểu số nên không thể đứng lên được để mà chống lại nhà nước công nông đành ngầm bồ hòn làm ngọt đó là những ngày của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân khi nước nhà được thống nhất công đầu vẫn là thuộc về chính quyền cộng sản lần này kẻ mất người được khác trước rồi cuộc cách mạng giải phóng và thống nhất đất nước đã đụng chạm đến nhiều tầng lớp tư sản dân tộc có tư sản mày bản có tầng lớp sĩ quan và công chức chế độ tay sai có tầng lớp lao động buộc phải cầm súng chống lại cách mạng có thế là động chạm tùm luôn nhưng vì mục tiêu của cuộc cách mạng lần này là giải phóng đất nước khỏi tay kẻ xâm lược thống nhất nước nhà là nguyện vọng của những thế hệ trước chưa làm được cuối cùng là xây dựng và phát triển kinh tế để cho dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh vậy đa số tầng lớp nhân dân là bên được. Bên mất không chỉ là các tầng lớp trên mà có cả những người thuộc tầng lớp lao động. Đó là những người không chấp nhận chế độ mới, tìm mọi cách bỏ nước ra đi. Bảo những người này, rằng hãy yêu chúng tôi đi thì khó lắm, nhưng rồi qua gần nửa kỷ, nhiều người trước kia căm ghét chế độ mới, thì nay nhận ra rằng, đảng Cộng sản không giống như những đảng cầm quyền ở những nước phát triển. Đảng Cộng sản không đại diện cho giới tài phiệt nào, đảng không có quyền lợi riêng của họ, thứ mà họ có chỉ duy nhất đó là quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Vì thế những người này đã quay về hợp tác với chính quyền mới. Một khi nói về Đảng Cộng sản, có khi chúng ta cứ nghĩ đến ông Nguyễn Phú Trọng hay những người trong bộ tứ, hay nghĩ về những đảng viên biến chất mà quên mất rằng Đảng Cộng sản không chỉ có thế. Còn có những anh hùng đã ngã xuống trên chiến trường, còn có các bà mẹ anh hùng, còn có những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ đất trời, biển đảo, còn có những người lao động trong các diện nghiên cứu các thầy cô giáo trên bục giảng, những người trong nhà máy hầm mỏ và trên đồng ruộng dân dân, kể cả những người cộng sản nhưng không phải đảng viên cộng sản, đông đảo lắm, mạnh mẽ lắm. Giả thử, đảng chỉ bao gồm những người phạm tội tham ô, tham nhũng, mà ta thường nghĩ đến thì chế độ này không thể tồn tại lấy một ngày. tham, tham thì thâm, cổ nhân dạy thế. Đó là một câu thơ mở đầu trong truyền ngụ ngôn gà đẻ trứng vàng của dân hào Pháp, La Phong Tên. Ngày xưa đã thế, ngày nay vẫn thế. Đã tham thì thâm. Thâm ở đây có nghĩa là đen, là không lay mắng, có khi còn là tai họa. Nhìn vào tấm hình chụp những kẻ đại diện cho 72 tên chống đảng Cộng sản mà có bạn nào đó đã đăng trên Facebook cách đây ít ngày, tôi khinh hết cả 15 tên. Vì sao tôi khinh? Vì đó là loại vô ơn đã là kẻ vô ơn. Có khi ai đó cho chúng ít tiền rồi bảo chúng đái vào bát hương trên bàn thờ nhà hắn. Hắn cũng làm. Tôi là kẻ ít học nên ăn nói hơi lỗ mãn một chút. Các bạn thông cảm nhé. Ngày đó, dân thì nghèo, chiến tranh lại liên miên. Ý thế mà nhiều kẻ trong đám này được miễn ra chiến trường chiến đấu. Nhà nước đài thọ tất tần tật. Chúng hắn có mỗi việc là lên bộ tài chính lãnh đội dùng cá nhân rồi dắt cái thân xác sang nước bạn mà học lấy một ít kiến thức sau này về phục vụ tổ quốc một khi đã có kiến thức về khoa học kỹ thuật về quản lý thế là khi hồi hương được bố trí ngay vào những vị trí oai ngất ngưỡng kẻ thì bộ thứ trưởng kẻ thì cố vấn cho ông nọ bà kia tận ở khu ba đình tối thiểu thì cũng có cái chân giám đốc trong khi đó không cần dẫn chứng đâu xa cụ đây nè cụ đã từng tham gia hai cuộc kháng chiến hai vợ chồng cụ được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến đấy Bây giờ thì sao? Tháng tháng cụ mày dẫn lên phường để lãnh khoản trợ cấp người già không có lương hưu. Về cái khoản đóng góp cho cuộc kháng chiến của dân tộc thì cụ hơn chúng mày là cái chắc. Cụ có buồn không? Không hề. Cụ cứ nghĩ mình đóng góp được chút gì cho đất nước cũng chỉ mới là làm một chút nghĩa vụ công dân thôi. Đó, chúng mày thua cụ ở chỗ đó. Xong vì sao chúng mày thua? Vì chúng mày tham. Đã được ăn học đàng hoàng, đã có địa vị trong xã hội đã được nhà nước cấp cho nhà ở công vụ đã có sổ lương hưu thắng thắng đi lãnh thế mà còn làm phản cụ thưa biết cái bọn thối mồm ở nước ngoài hà hơi Tiết sức cho một ít khí hư một ít đồng tiền chúng bảo quay lại cắn thế là chúng mày cắn chúng mày làm phản có được bộ quần áo đẹp mà chúng mặc để quảng cáo thì lấy tiền đâu mà mua sắm tiền của dân trả cho chúng mày hàng tháng đó biết đâu cũng còn là tiền của đám thối mồm cho nữa bề ngoài thì đẹp nhưng bên trong thì thối hoắt Thối từ não đến tim. Cho nên nói tham thì thâm là thế. Không chỉ có thâm đâu, đen kịch ấy. Hãy nhớ lời ông Nguyễn Phúc Trọng. Tiền rồi cũng hết, của rồi cũng hết. Khi chết chẳng mang theo được thứ gì. Chỉ mong để lại cho đời sau cái tiếng. Người tử tế thì để lại tiếng thơm. Còn bọn bay toàn để lại tiếng thối. <laughs> <laughs> Tản mạng tháng tư, trong tất cả các đời tổng thống Mỹ từ thế kỷ 20 trở đi, duy chỉ có ông Bill Clinton nhìn nhận về cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành ở Việt Nam là một sai lầm của nước Mỹ. Chính do nhận thức như vậy nên ông ấy mới có bước đi được lòng người Việt và được lòng những ai phản đối cuộc chiến đó. Đó là gỡ bỏ mọi lệnh cấm vận đối với Việt Nam vào năm 1995. Còn các tổng thống khác, họ đã gây ra biết bao đau thương cho nhiều dân tộc trên thế giới này. song chưa một ai nhận rằng mình đã sai lầm và có những hành động sửa chữa lỗi lầm đó. Đây mới chính là những trùm khủng bố và tài trợ khủng bố. Tháng tư này. Chúng ta lại được chứng kiến những hành động giả nhân giả nghĩa của một số chính khách trên thế giới. Trong khi, bất kỳ người dân nào cũng đều mong cho cuộc đối đầu giữa Ukraine và Nga hiện nay kết thúc sớm, thì người đứng đầu Nhà Trắng của Mỹ lại muốn nó được kéo dài, nhanh nhất là một năm, lâu hơn nữa thì càng tốt. Việc kéo dài cuộc chiến này chỉ có tốt cho Mỹ vì bán được nhiều vũ khí, và ai đó sẽ chết vì súng đạn chứ không phải dân Mỹ. Trong khi cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine thì Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người cất ở Iraq, nếu căn cứ vào lần điệu của những nhà lãnh đạo phương Tây lên án Nga xâm lược một nước có chủ quyền thì Iraq có phải là một nước có chủ quyền không? Và sự mâu thuẫn giữa người cất đỡ ở thổ với người cất đỡ ở Iraq, người cất đỡ ở Syria với chính phủ Iraq có liên hệ trực tiếp với nhau không? Nước thổ muốn diệt đảng PKK của người cất đỡ ở nước mình lại đem quân tiêu diệt người cất đỡ ở nước khác. Vậy đạo lý ở đây là gì? Và ở đâu? Cũng lợi dụng trong lúc cả thế giới chú mục vào Ukraine, Israel tiến hành tấn công người Palestine ở giải Gaza. Vậy là thế nào? Trong khi cái tổ chức Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ cuộc chiến do Nga tiến hành ở Ukraine, thì từ người đứng đầu tổ chức này để cả cái hội đồng bất an, hội đồng bảo an, cũng bất động, không một lời can ngăn chứ chưa nói lên án. Vậy là thế nào? Công lý ở đâu? Chắc nhiều người chưa quên, hàng trăm nước trong tổ chức Liên Hợp Quốc đòi Mỹ bỏ cấm giận Cuba, đòi công nhận nhà nước Palestine là một quốc gia độc lập, đại đa số đó song Mỹ không thực hiện, vậy Liên Hợp Quốc đã làm gì? Không làm gì cả. Nước Cuba tự do vẫn bị thế giới phương Tây cấm giận, dân tộc Palestine vẫn không có nước. Rồi đến cái hội nghị các nền kinh tế mới nổi G20 được tổ chức ở Indonesia cơ. Ấy thế mà việc tẩy chay phái đoàn Nga lại được quyết định tại Washington và việc mời đại diện Ukraine tham dự lại do Mỹ quyết định. Đó là chơi theo luật giang hộ của một đám lục lâm thảo khấu. Nói cho các người biết, Nền kinh tế Ukraine hiện nay so với Việt Nam chẳng là cái đinh gì. Trước đây họ hơn chúng tôi, khi còn Liên Xô, họ tụt xuống bằng chúng tôi, khi dân lời Mỹ tự phá nát nền kinh tế của mình, rồi họ tụt xuống thua chúng tôi. Nhưng chúng tôi tự biết mình chưa bằng ai trong nhóm G20, ấy thế mà Mỹ lại mời đại diện Ukraine tới dự. Không lẽ Mỹ là bố thiên hạ? Thật là nợ cười. để chết, xin lỗi. Tổng thư ký Liên hợp quốc đã mở miệng về vụ Nga-Ukraine Hôm rồi Ngài Tổng Thơ ký đề nghị hai bên, ngưng chiến bốn ngày để cho dân được hưởng lễ phục sinh. Chào ơi, nhân đạo quá! Tôi mà là Mỹ, là lãnh đạo các nước phương Tây là anh hề thì tôi phải ca ông này lên tận mây xanh. Cứ lợi dụng ngưng chiến đi, nào các anh chuyển nhanh vũ khí vào cho anh hề để anh ấy thay mặt chúng ta mà chiến tiếp. Úi giời ơi, ông tốt quá! Ôi tháng tư, thế giới của tháng tư sao mà nhiễu dương thế? kết thúc bản tin này chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn rồi giàu sức khỏe vui vẻ an lạc hạnh phúc bên người thân và gia đình hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau